FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Swindon và câu lạc bộ Manchester City. Đây là trận đấu thuộc vòng thứ 3 của cúp FA và sẽ được diễn ra lúc 3 giờ rạng sáng ngày 8 tháng 1. Và ở trận đấu này, Swindon sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì đội khách Man City sẽ chấp đội chủ nhà Swindon với mức kèo là 2,75, mức kèo phải tăng 3 trái và hạ xuống còn 2,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 4 trái, 4,25 và 3,75 tỷ lệ kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mời các bạn cho mình xin một like video và subscribe kênh nhé. Thì trong quá khứ, Swindon và Man City có 2 lần chạm trán với nhau, và 2 lần chạm trán đó thì Man City đều giành chiến thắng. 5 trận thi đấu gần nhất của Swindon thì họ thắng 2 hoặc 1 thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Man City thì họ toàn thắng cả 5 trận. Và ở trận đấu này với mức kèo như thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cược chủ nhà Swindon ở trận này. Vì sao? Thứ nhất là do cái mức kèo chấp quá cao. Nếu như trận đấu này mà Swindon bất ngờ cầm hòa được Man City, thậm chí là thất bại trước Man City với cách biệt là 2 bàn đi chăng nữa, thì chúng ta chọn của Swindon, chúng ta vẫn thắng kèo. Thứ hai là trận đấu này Swindon có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì biết đâu trong bóng đá thì vẫn chưa đối trước được nhiều điều, có thể là trận đấu này Swindon họ sẽ gây động cơn địa chấn và đá bại được Man City sau. Với lại là mình thấy là 2 lần chạm trán trước đó của hai đội thì thường là Man City họ chỉ thắng kèo thôi, xin lỗi, họ thắng trận thôi chứ họ không thắng kèo, cho nên có thể là một lần nữa trận đấu này Man City thắng cách biệt là từ 2 bàn trở xuống, cho nên các bạn hãy là đi cửa Swindon chấp được chấp 2,75, mình nghĩ sẽ rất an toàn cho các bạn. Và mức tài xỉu trận đấu này là 4 trái, 4,25 và 3,75. Thì 2 lần chạm trán trước đó của hai đội thì thường là mình thấy là từ 4 bàn trở xuống mà thôi, cho nên mình dự đoán trận đấu có thể là 2-1 hoặc là 2-0 nghiêng về cho Man City, cho nên các bạn hãy là ưu tiên đánh cửa xỉu 4 trái hoặc là 4,25 trận này. Và mức hiệp 1 hay mức kèo chấp là 1,25, tài xỉu là 1,75. Hiệp 1 các bạn đá Swindon và các bạn đá xỉu 1,75. Mình dự đoán hiệp 1 có thể là hai đội hòa nhau bên tỷ số là 0 đều hoặc là 1-0 về cho Man City. Và tóm lại trận đấu khuyên các bạn chọn Swindon và đá xỉu hiệp 1 cũng vậy. Và xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.